Xin chào mọi người ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả của bản tin livestream dự báo thời tiết VTV. Phải nói là cũng khá lâu rồi thì Minh Châu mới được ngồi lại trò chuyện cùng quý vị về các thông tin thời tiết. Vậy thì không biết là cuối tuần này này, hai đầu đất nước này, miền Trung, Tây Nguyên, thời tiết sẽ diễn biến ra sao, có thuận lợi để mọi người chúng ta ra ngoài đi chơi hay là đi công việc hay không? Thì mọi người chúng ta vào tương tác với Minh Châu để cùng cập nhật thông tin thời tiết nhé. Vâng, còn số người xem thì đang tăng lên rồi. Nói to lên tí nữa, mọi người chúng ta không nghe rõ à? Xin chào khán giả Lê Trí Chung, xin chào khán giả Nam Vũ, khán giả Hoàng Tuấn, xin chào mọi người. Vâng, và mình cho thấy là mọi người chúng ta cũng đã vào đông đông rồi. Thế thì bây giờ hãy cùng cập nhật thông tin thời tiết của các khu vực trên cả nước này. Và sau đó mọi người chúng ta thắc mắc thông tin thời tiết của tỉnh thành nào thì hãy để lại bình luận nhé. Vâng, đáng chú ý nhất là đêm nay và ngày mai vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông. Có điểm mưa to trên 70mm quý vị nhé. Vì thế mà chúng ta cần phải đề phòng nguy cơ về sạt lở đất này, lũ quét. Bởi vì đã 3 đêm liên tiếp có mưa ở khu vực này rồi. Còn ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ thì cũng có mưa, nhưng mà chủ yếu là mưa rào lượng nhỏ và cũng rất nhanh mà thôi. Bởi vì có mưa cho nên nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ sẽ giảm từ 2 đến 3 độ so với nhiệt độ của ngày hôm nay. Cao nhất ngày mai ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ là đều dưới 30 độ, trời mát. Vì thế mà quý vị có thể yên tâm ra ngoài dạo phố này. Nhưng mà nếu dạo phố thì chúng ta cũng đừng quên là mang theo áo mưa. Bởi vì ngày mai trời nhiều mây và đôi lúc sẽ có mưa đấy ạ. Trời mát thì cũng rất là thuận lợi để mọi người chúng ta ngồi cà phê hay là tận hưởng một buổi sáng cuối tuần ở ngoài phố sau một tuần làm việc căng thẳng chẳng hạn. Đến với miền Trung và Nam Bộ Tây Nguyên. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày mai sẽ gia tăng mưa. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng và đợt mưa này khả năng sẽ kéo dài đến thứ ba tuần sau, tức là ngày 22 tháng 11. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 300mm và có nơi mưa vượt 300mm. Mưa như vậy thì khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông này, các khu đô thị. Và cùng với đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi quý vị nhé. Còn đối với khu vực Trung Bộ thì ngày mai khắp các thành phố từ Thanh Hóa xuống đến Phan Thiết, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Đây là một mức nhiệt dịu mát và khá là dễ chịu đấy ạ. Vâng, chúng ta còn thời tiết của Tây Nguyên và Nam Bộ. Ở hai khu vực này thì mưa tập trung chủ yếu là về buổi chiều. Bởi vậy mà sáng đến trưa mai vẫn có những khoảng nắng nhẹ. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa là từ 27 đến 30 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ không vượt quá 30 độ đâu ạ. Đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý của các khu vực trên cả nước. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ trả lời cụ thể từng tỉnh thành mà quý vị yêu cầu nhé. Nghệ An ngày mai có mưa không? Nghệ An ngày mai không mưa đâu ạ. Đâu để check cho rõ nào. Nghệ An ngày mai nếu mà mưa to thì không có, chỉ là mưa rào thôi, mưa rào rất nhanh thôi quý vị nhé. Nhiệt độ cũng khá là dễ chịu, từ 24 đến 29 độ, mát mẻ và đôi lúc còn hơi se lạnh vào buổi sáng rồi đấy ạ.
Nam Trung Bộ, Nam Trung Bộ ngày mai sẽ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn mới đấy, đặc biệt là ở Phú Yên này, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đắk Lắk. Không, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận thôi, còn Đắk Lắk thì ở Tây Nguyên rồi. Đây là những nơi mà lượng mưa có thể vượt 200 mm, vì thế mà quý vị cần phải hết sức cảnh giác. Và mưa dồn dập nhất sẽ là trong ngày mai và ngày kia. Và mưa như vậy mà với lượng mưa to như vậy xảy ra dồn dập trong 2 ngày thì các hiện tượng về lũ quét, sạt lở đất hoàn toàn có thể xảy ra, nên là mọi người phải hết sức cảnh giác, chúng ta không được lơ là đâu nhé. Bắc Ninh, Bắc Ninh ngày mai thì có thể có mưa rào nhỏ, trời mây nhiều đấy ạ, nhiệt độ sẽ dưới 30 độ, khá là mát mẻ đấy. Hà Tĩnh ngày mai, Hà Tĩnh ngày mai có lúc có mưa rào và dông đấy, nhiệt độ là từ 24 đến 29 độ. Buôn Ma Thuột sẽ có mưa to bắt đầu từ đêm nay ạ. Và đợt mưa này không chỉ vào Buôn Ma Thuột đâu, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng như là từ Quảng Trị đến Bình Thuận thì đợt mưa sẽ kéo dài đến thứ ba tuần sau quý vị nhé. Hà Nội thời tiết ngày mai thế nào? Hà Nội ngày mai trạng thái chủ đạo là nhiều mây và sẽ đôi lúc có mưa. Lâm Đồng thì ngày mai cũng có mưa đấy ạ, mưa chủ yếu là về chiều tối, còn buổi sáng thì trời vẫn có thể có những khoảng nắng. Quảng Ninh sẽ có lúc có mưa rào lượng nhỏ thôi và cũng dứt nhanh, nhiệt độ cũng dễ chịu dưới 30 độ, mát mẻ đấy ạ. Khán giả Hạnh Hạnh hỏi về Tết miền Bắc năm nay thế nào mà bây giờ vẫn nóng quá. Thật ra đến thời điểm này mà để nói về cái Tết của miền Bắc thì có thể là thời tiết thế nào thì có lẽ vẫn là hơi sớm. Nên là khán giả Hạnh Hạnh, bạn có thể theo dõi các bản tin của dự báo thời tiết thường xuyên để cập nhật các thông tin mới nhất có thể nhé. Vâng, và miền Bắc thì từ đêm nay và ngày mai thì cũng đã có thể có những nơi có mưa rồi, ở vùng núi thì còn có mưa to cục bộ và ở vùng đồng bằng ven biển thì có mưa rào, vì thế nhiệt độ cũng giảm xuống, quý vị chúng ta sẽ thấy mát mẻ hơn, không còn nóng như ngày vừa rồi nữa đâu ạ. Hà Tĩnh ngày mai có mưa rào, có thể kèm dông. Hải Phòng thì sẽ có mưa nhỏ ngắt quãng thôi và trời nhiều mây. Thái Nguyên thì có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là từ 23 đến 29 độ bạn nhé. Thái Bình, Đắk Lắk ngày mai có mưa không? Đắk Lắk ngày mai có mưa đấy, và Đắk Lắk là một trong những nơi mà lượng mưa có thể vượt 200 mm. Đây là một trong những nơi mà mưa to và dồn dập nhất, nên là mọi người dân ở Đắk Lắk cần phải hết sức cảnh giác với các hiện tượng như là sạt lở đất và lũ quét nhé. Đặc biệt là vào ban đêm, khi mà lúc chúng ta đi ngủ, đấy là lúc mà bản thân mình bị động nhất. Cho nên là những hiện tượng như thế nếu mà ập đến vào ban đêm thì cái khả năng mà mình xử lý tình huống nó cũng sẽ bớt được nhanh nhẹn hơn, tại vì lúc đấy mình đang trong giấc ngủ phải không ạ? Thái Bình có lúc có mưa, ngày mai có lúc có mưa đấy, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Nhiệt độ ở Hải Phòng ngày mai sẽ dưới 30 độ, bạn Ngọc trên channel nhé. Gia Lai có mưa đấy, ở khán giả Liễu Nguyễn. Bắc Cạn thì có lúc có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Lai Châu thì có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Và buổi sáng sớm khi mà nhiệt độ 18 độ thì phải nói là hơi rét. Nhưng mà trong ngày 25 độ vẫn là một mức nhiệt độ mát mẻ. Gia Lai, Đà Nẵng.
những tỉnh thành mà Minh Châu đã trả lời rồi thì xin phép quý vị khán giả Minh Châu sẽ không trả lời lại nữa. Mọi người có thể tua đến phần trước của bản tin để nghe lại. Và Minh Châu sẽ cập nhật những tỉnh thành mà chưa có để mọi người cập nhật được nhiều thông tin của tỉnh thành nhất có thể nhé. Đà Nẵng à? Đâu xem nào, Đà Nẵng nào. Đà Nẵng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ đấy. Hà Giang. Hà Giang. Hà Giang thì có lúc có mưa rào và dông, từ 24 đến 27 độ. Yên Bái. Yên Bái thì cũng là có lúc có mưa rào và dông, từ 23 đến 28 độ. Phú Thọ ngày mai sẽ có mưa nhỏ, mưa rào và mưa cũng dứt nhanh thôi, không đáng kể đâu ạ. Nhưng mà trạng thái chủ đạo vẫn là nhiều mây. Sài Gòn ngày mai mưa vào buổi chiều, nhớ khán giả Phạm Tùng. Đà Lạt mưa, Đà Lạt mưa nhá, Đắk Lắk cũng mưa, Đắk Lắk mưa to này đấy ạ. Lào Cai. Lào Cai thì có lúc có mưa rào và dông. Lạng Sơn những ngày tới có mưa rét. Lạng Sơn những ngày tới là một trong những nơi mà có mưa to cục bộ đấy. Và mưa thì sẽ gây ra cảm giác rét vào đêm và sáng sớm thôi. Còn trong ngày thì thời tiết vẫn khá là dễ chịu. Thanh Hóa. Thanh Hóa ngày mai có lúc có mưa đấy. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Thời tiết Bắc Bộ hai ngày tới, trạng thái chủ đạo sẽ là nhiều mây và đôi lúc có mưa. Tuy nhiên ngày Chủ nhật thì mưa sẽ giảm và trời có thể sẽ có những khoảng nắng trở lại. Nhiệt độ cũng tăng lên và ngày mai cao nhất sẽ khoảng 29 độ, còn đến ngày Chủ nhật là vào khoảng 30 độ quý vị nhé. Rồi Minh Châu thấy là quý vị chúng ta đang hỏi là những tỉnh thành mà Minh Châu đã cập nhật rồi. Vậy thì chắc là bản tin livestream cũng xin phép được kết thúc tại đây. Và mọi thông tin về tình hình thời tiết, quý vị chúng ta hãy thường xuyên cập nhật trên các bản tin ở kênh VTV1 này, VTV3, VTV5, VTV8 hay là cả VTV4 nữa. Và ngoài ra thì bản tin livestream dự báo thời tiết thì cũng được thường trực hàng ngày trên fanpage dự báo thời tiết VTV. Vì thế mà ở các kênh thông tin thì luôn luôn sẵn sàng. Quý vị chúng ta chỉ cần cập nhật là có ngay ạ. Còn bây giờ thì Minh Châu xin chúc quý vị chúng ta sẽ có một cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân, cũng như là sẽ thuận lợi trong các kế hoạch vui chơi của mình. Xin chào mọi người ạ.